Xin chào các khán giả của Đèn Đỏ Cinema. Dự án chuyển thể từ tựa game nổi tiếng cùng tên Five Nights at Freddy's cuối cùng cũng đã ra mắt toàn cầu vào dịp Halloween này, sau một thời gian pending khá dài kể từ khi công bố thông tin lên màn ảnh rộng. Là một game kinh dị point and click nổi tiếng và liên tục gây bão trong cộng đồng game online trên toàn thế giới ngay từ những ngày đầu phát hành. Việc bộ phim được chuyển thể cũng đã khiến nhiều khán giả, đặc biệt là anh em game thủ vô cùng nóng lòng, được chiêm ngưỡng trò chơi nổi tiếng này trên màn ảnh rộng. Không dài dòng nhiều nữa, cùng chúng mình đánh giá bộ phim và bước vào tiệm pizza Freddy Fazbear nước tiếng ngay vào luôn nhé. Giữ nguyên cốt truyện của tựa game gốc cũng là phần tinh túy và đắt giá làm nên giá trị của thương hiệu này. Five Nights at Freddy's xoay quanh nhân vật Mike, một thanh niên trẻ đang vật lộn vì thất nghiệp. Anh ta đang nuôi một em gái tên là Abby và cô bé đang có nguy cơ bị bà dì độc ác giành quyền nuôi nấng. Để có thể đủ sức có quyền giám hộ em gái, Mike đã nhận công việc làm bảo vệ trực đêm tại một nhà hàng pizza bị bỏ hoang nhiều năm nay. Công việc của anh chỉ đơn giản là quan sát màn hình và ngăn không để cho kẻ lạ đột nhập vào nhà hàng. Thế nhưng Mike đã dần phát hiện ra điểm đáng ngờ của nhà hàng này khi thấy sự xuất hiện của các con thú đồ chơi máy móc được gọi là các animatronics. Mọi chuyện trở nên rắc rối và phức tạp khi ngày càng có nhiều mối liên hệ giữa cô em gái Abby có chút lầm lì của Mike, đám thú animatronics và cái chết của Garrett, một người em trai khác của Mike đã bị bắt cóc vào nhiều năm về trước. Nhìn chung, cốt truyện phim được xây dựng dựa trên xương sống cốt truyện của phần game đầu tiên, kết hợp với các sự kiện, manh mối và nhân vật xuất hiện trong các phần game sau như Spring Trap, Bữa tiệc sinh nhật hay Circus Baby. Đây cũng là điều mà nhiều khán giả đã đoán trước được ngay khi xem trailer. Có lẽ nhờ sự góp mặt của chính cha đẻ tựa game là Scott Cawthon trong cả phần kịch bản lẫn quá trình sản xuất, nên câu chuyện phim được xây dựng là sự dung hòa vừa phải nhưng vẫn giữ được những giá trị và điểm nổi bật của cốt truyện trò chơi. Tuy nhiên, việc khai thác nó có ổn hay không lại là một vấn đề khác mà mình sẽ nói kỹ hơn ở phần sau nha. Về tạo hình, các animatronics cũng như phòng quan sát an ninh của Mike đều giống gần như hoàn toàn với trong game. Phim cũng lồng ghép khá nhiều Easter eggs liên quan đến phần game gốc như lời thoại của Steven Graglin. Keep your eyes on the monitor. Sự góp mặt của các YouTuber nổi tiếng đã từng chơi game này. Câu nói I always come back của William Afton đã từng xuất hiện trong phần game thứ 6. Hay giai điệu quen thuộc của The Living Tombstone mà ai là fan cứng của loạt trò chơi này đều sẽ dễ dàng nhận ra. Để nói sâu hơn về câu chuyện và thông điệp mà phim muốn truyền tải, phim đã may mắn có nền tảng vô cùng chất lượng, đó là cốt truyện của trò chơi gốc. Hướng phát triển và sự tạo liên kết giữa các nhân vật mới cũng khá logic và được đầu tư. Ví dụ như mối quan hệ anh em giữa Mike và Abby và mối liên quan bí ẩn giữa Abby và các animatronics. Sự hiện diện của nhân vật Abby cũng đã trở thành động lực giúp hành trình chống lại lũ animatronics và kẻ trùng sỏ của Mike trở nên sâu sắc và ý nghĩa hơn. Nhân vật Vanessa cũng đóng vai trò mấu chốt trong phim khi là người giúp đỡ và cung cấp cho Mike các thông tin về quán pizza Freddy bí ẩn. Điều này ban đầu mang lại cảm giác khá tương đồng với Fall Guy, nhân vật trong game cũng có vai trò chỉ dẫn luật chơi, hướng dẫn cho những người chơi game. Nhưng khi đến cuối phim, thân phận của nhân vật này được hé lộ thì lại có tính cách, sự phát triển và kết cục trái ngược hoàn toàn với một nhân vật khác cũng có trong loạt game này. Còn Vanessa là ai thì mình sẽ giữ bí mật để các bạn có thể tự trải nghiệm trên phim nha. Điều đáng khen ở đây là từ góc nhìn của một người chơi, phim đã xây dựng được nhân vật chính là Mike với nhiều khía cạnh về mặt cảm xúc cũng như các khủng hoảng mà người này phải đối mặt. Mà các vấn đề đó đều liền mạch trên một đường thẳng hướng đến vạch đích duy nhất, đó là tiệm pizza Freddy Fazbear, tạo nên sự thống nhất cho câu chuyện. Tuy nhiên, thông điệp của phim lại được thể hiện khá thô và lộ liễu khi Mike tự nhận ra rằng mình chỉ chăm chăm đi tìm lời giải đáp cho cái chết của em trai cách đây rất nhiều năm, thậm chí lựa chọn hy sinh Abby để thay đổi quá khứ trong giấc mơ của mình nhằm tìm được manh mối về Garrett, mà lại quên mất rằng cô em gái ngay bên cạnh mình hiện tại đây mới cần được quan tâm và bảo vệ hơn ai hết. Cũng khá là nhân văn và ý nghĩa, nhưng tiếc là lại để Mike tự nói thẳng đuột ra với Abby, thành ra lại trở nên mất tự nhiên và cách cài cắm cũng không được khéo léo cho lắm. Phim cũng xoay quanh ít nhân vật là con người, chủ yếu là Mike, Vanessa và Abby. Gần cuối có sự xuất hiện của phản diện William Afton. Về diễn xuất thì mình đánh giá ở mức ổn, không dở nhưng cũng không có nhiều đột phá. Giờ thì hãy đến với những điểm hạn chế, hay đúng hơn là những điều mà mình khá tiếc khi phim chưa thể làm tốt. Trước tiên, lẽ ra mình đã phải để ý hơn về cái mark 13+
để bớt hy vọng về một tác phẩm kinh dị nặng đô và đầy ám ảnh. Có lẽ sự chú ý quá lớn vào nguyên tác game đã khiến mình tự mặc định rằng phim sẽ có những phân cảnh ghê rợn đầy hứa hẹn với các nhân vật animatronics. Nhưng không, một bộ phim kinh dị cho trẻ 13 tuổi đã có thể xem, cùng với nhịp phim trung bình không có độ dồn dập cao thì thật sự là không có gì để nói cả. Vẫn có vài pha hù dọa, tuy nhiên lặp đi lặp lại theo một công thức. Phim cũng có cố gắng tạo nên không khí u ám quái dị tại tiệm pizza và trong khoảng thời gian mai trực đêm, nhưng nói chung là vẫn không xi nhê vào đâu cả. Dù vậy thì trong một vài khoảnh khắc, những hành động đi đứng, cái ngó đầu nhìn của các animatronics, đặc biệt là sự xuất hiện của Springtrap khiến mình cũng hơi rợn người trong phút chốc. Hạn chế lớn nhất có thể thấy chính là việc khai thác cốt truyện. Phim kết thúc với nhiều lỗ hổng và câu hỏi chưa có lời giải. Ví dụ như tại sao Abby lại biết và có những liên quan tới 4 animatronics từ trước và chúng đã xuất hiện khắp nơi trong các bức tranh mà cô bé vẽ. Vanessa có thể còn sống được hay không? Dì Jane còn sống hay đã chết sau sự tấn công của Freddy? Và hơn hết, phe phản diện được xây dựng quá mờ nhạt và vô năng. Vai trò của trùng cuối William Afton cũng được thể hiện không có vẻ gì là nguy hiểm, ngoại trừ việc biết được hắn ta đã giết 5 đứa trẻ năm ấy, nhét xác vào các con thú và điều khiển chúng. Nhưng điều đó là những việc đã xảy ra trong quá khứ và cũng không được thể hiện trực tiếp trên phim. Động cơ phạm tội của hắn ta cũng không được đào sâu một cách thuyết phục. Sau cùng thì Afton suýt bị đâm chết trong cỗ máy Springtrap mà hắn tạo nên. Nhưng khác với game thì Afton vẫn còn thoi thóp chưa thực sự chết. Kèm theo đó là lời cảnh cáo, I always come back, tôi sẽ luôn trở lại. Cùng với đó là sự xuất hiện của một nhân vật đặc biệt trong mid-credit. Không biết liệu nhà sản xuất có kế hoạch gì và thật sự đủ sức để phát hành phần tiếp theo. Đánh giá chung thì đây là một bộ phim chuyển thể khá chơi với, có thể bị coi là dở đối với các khán giả đại chúng chưa biết gì về tựa game, nhưng lại là một sự tri ân và món quà dành cho các fan trung thành của trò chơi này, bởi nó chứa đựng rất nhiều những chi tiết và biểu tượng đã trở thành dấu ấn khó quên của toàn loạt game. Tất nhiên là sự thất vọng vẫn chiếm phần nhiều hơn, bởi với những gì là bàn đạp có được từ cốt truyện đồ sộ của Scott Cawthon, mình đã mong phim làm được nhiều và tốt hơn thế nữa. Và trên đây là review của Đèn Đỏ Cinema về bộ phim Five Nights at Freddy's, 5 đêm kinh hoàng. Đừng quên tặng chúng mình một like và subscribe để tiếp tục ủng hộ các video sắp tới nha. Xin chào và hẹn gặp lại!